Cảm ơn anh. Và đúng rồi, xin kính chào tất cả quý vị khán giả ở Wichita. Ngày hôm nay là lần đầu tiên của đến đây và cũng nhằm dịp Tết nữa. Rất là mong tất cả mọi người ai cũng có những nụ cười thật là tươi, và đặc biệt là vào mùa Tết này ai cũng có thật nhiều sức khỏe. Và ca khúc đầu tiên, Hồ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ca khúc được mang tên Mật Ngọt Thiện Mì Mì. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé.